Vâng, em chào tất cả bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Mạnh Audio Sài Gòn. Sáng nay thì em có về một kiện hàng từ Nhật. Đây, các bác có thể xem được chữ Nhật. Đó, em ship e bay về nhá. Thì kiện hàng này, đó là em về những con Super Chef để cho tất cả bác lựa chọn phối ghép cho dàn audio của mình nhá. Những dàn âm thanh của các bác đang còn tối tiếng, đang còn bi tiếng, cần những con Super Chef rời. Thứ nhất là mình có thể bài đẹp, thứ hai mình nâng cấp giải chép tiếng được hay hơn, được chuẩn hơn thì có thể tham khảo lựa chọn nhá, rất là xịn sò. Và đây là những bộ chân nhá, chân rời đó, và ở dưới đó là những con Super Chef này, các bác có thể thấy được đó. Dòng chép bữa trước em cũng về rồi và phân phối khá là nhiều cho tất cả bác rồi, số lượng thì em về được tầm khoảng là 10 cặp nhá. Hàng bên Nhật về thì người ta đóng gói cực kỳ là cẩn thận này, cặp nào ra cặp đó và được quấn rất là kỹ càng đó. Em sẽ bóc ra để cho tất cả bác cùng xem nhé. Và một đôi chép như thế này bên shop em phân phối cho tất cả bác là 2.600.000 một đôi, em bao ship toàn quốc nhé, tặng kèm chân rồi. Và đây là siêu phẩm của chúng ta, dòng Super Chef rất là đẹp, rất là xịn nhé, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn nghe hay bày đẹp để cho tất cả các bác phối cho dàn audio của mình nhé. Và bác nào có nhu cầu về những dòng sản phẩm này thì nhấc máy liên hệ cho em nha. Em chào tất cả bác.